Cứ mỗi dịp cuối tuần thì tụi mình rất thích được ba mẹ cho đi chơi và được ăn gà rán đây. Ôi, mới nhắc đến là đã chảy nước miếng rồi. Nhưng có bạn nào thắc mắc, ông già thân quen mà tụi mình thường thấy ở tiệm gà rán Kentucky là ai không nhỉ? Xin giới thiệu với các bạn, cha đẻ của món gà rán, ông già Kentucky, Hoagland Sanders. Nhà hàng Kentucky cũng nổi tiếng là ngôi nhà của những chú gà sạch nhất nước Mỹ đó. Để luôn đảm bảo sạch sẽ, nhà hàng sẽ luôn được sơn màu trắng, không một vết bẩn nào có thể ẩn náu được nha. Không những thế, bếp của nhà hàng còn có những cái lỗ để tụi mình cùng theo dõi quá trình làm gà rán. Và cũng để chúng mình yên tâm rằng những chú gà của Hoagland Sanders sạch tuyệt đối. Gà rán Kentucky đã có mặt trên khắp thế giới. Và ông già Kentucky cũng hay bí mật đến thăm các nhà hàng ở khắp các quốc gia để kiểm tra chất lượng những chú gà của mình ở đó. Chỉ cần làm sai một tí thôi, ông cũng biết ngay.